Xin chào các bạn. Tại trang này tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách khai báo số dư của các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản. Đối với các tài khoản chi tiết như tài khoản 131 hoặc là 331, khi chúng ta đã nhập số dư công nợ đầu kỳ rồi, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên số dư các tài khoản cho chúng ta. Các bạn có thể vào kiểm tra bằng cách vào tổng hợp số dư tài khoản, vào số dư ban đầu của các tài khoản tài khoản 131 chúng ta nhập số dư đầu kỳ nên phần mềm đã tự động cập nhật. Tương tự tài khoản 331 phần mềm cũng tự động cập nhật lên cho chúng ta. Như vậy, chúng ta chỉ cần nhập các số dư tài khoản tổng hợp. Ví dụ như là tài khoản 111 hoặc 112. Riêng tài khoản 156 do chúng ta đã khai báo tồn kho đầu kỳ rồi nhưng sẽ không cập nhật lên phần mềm và chúng ta sẽ phải nhập lại một lần nữa để khẳng định giữa tổng hợp và chi tiết của chúng ta sẽ phải bằng nhau. Để nhập chi tiết tổng hợp số dư của các tài khoản thì các bạn nhìn trên bảng cân đối tài khoản, tài khoản nào có số dư thì chúng ta sẽ để chuột vào tài khoản đó và nhấn vào chữ sửa. Tôi ví dụ tài khoản 111 dư nợ 155 triệu, tôi sẽ tích vào tài khoản 111, nhấn vào chữ sửa. Dòng dư nợ ban đầu tôi sẽ điền là 155 triệu. Vì tài khoản 111 là tài khoản tăng ghi nợ giảm ghi có và cuối kỳ sẽ có số dư nợ do đó tôi sẽ điền vào cái dòng dư nợ ban đầu sau đó tôi sẽ nhấn chữ nhận tiếp theo là đến tài khoản 112 tiền Việt Nam ở đây chúng ta có một tài khoản ngân hàng nên chúng ta không cần tách chi tiết tài khoản ngân hàng ra 1121 tôi nhấn vào chữ sửa dư nợ là 185 triệu 622.340 đồng sau đó tôi sẽ nhấn nhận Tiếp đến tài khoản 133, dư nợ 33 triệu 514.200. Tôi tìm đến tài khoản 1331, thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tôi sẽ điền số tiền vào dòng dư nợ và nhấn nhận. Tiếp theo đến tài khoản 156, dư nợ 44 triệu 184.613 đồng. Chúng ta lại tìm tiếp đến tài khoản 156, cụ thể là 1561, nhấn sửa. Số tiền điền ở dòng dư nợ ban đầu, 44.184.613 đồng. Tiếp là đến số dư của tài khoản 211, cụ thể máy móc thiết bị là 30 triệu và phương tiện vận tải là 420 triệu. 21112 máy móc thiết bị dư nợ 30 triệu 21113 phương tiện vận tải truyền dẫn 420 triệu hao mòn tài sản cố định hữu hình riêng đối với hao mòn tài sản cố định thì nó sẽ có số dư bên có 122 triệu 675 nghìn 439 đồng chúng ta sẽ điền ở dòng dư có ban đầu 122 triệu 675.439 Sau đó nhấn nhận Tiếp theo là đến tài khoản 242 Chi phí trả trước Chúng ta tìm đến tài khoản 2422 Dư nợ 3.202.600 đồng Chúng ta sẽ nhấn nhận Tiếp đến tài khoản 3334 thuế thu nhập doanh nghiệp Dư có 1.500.000 Tài khoản 411 vốn góp chủ sở hữu dư có 1 tỷ. Và cuối cùng là tài khoản 421 lợi nhuận chưa phân phối năm trước 12 triệu 875 nghìn 314 đồng. Lợi nhuận mà có số dư có tức là năm trước của chúng ta lãi. Chúng ta tìm đến tài khoản 4211 dư có 12 triệu 875 nghìn 314 đồng. Rồi chúng ta sẽ nhấn nhận. Sau khi cập nhật xong số dư của các tài khoản thì chúng ta sẽ nhìn dư nợ và dư có xem đúng hay chưa. Như vậy là tổng dư nợ và tổng dư có ban đầu của chúng ta đã bằng nhau. Chúng ta cần kiểm tra lại một số các tài khoản xem giữa tổng hợp và chi tiết chúng ta điền đúng hay chưa bằng cách đối với tài khoản 242 trên bảng cân đối tài khoản thì chúng ta điền vào số dư của tài khoản 2422. Nhưng trong công cụ dụng cụ, chúng ta kiểm tra lại khai báo công cụ dụng cụ. Tài khoản phân bổ của chúng ta là 2422 đã khớp nhau. Thì như vậy giữa tổng hợp và chi tiết nó mới bằng nhau. Còn nếu như ở đây là 2421 mà ở bên cân đối tài khoản chúng ta lại chọn là 2422 thì đương nhiên là nó bị lệch giữa chi tiết như vậy tôi vừa hướng dẫn cho chúng ta về cách khai báo bảng cân đối tài khoản đầu kỳ trên phần mềm phát chúc các bạn học tốt